Chiều 12 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Rang Tháp Chàm tổ chức bế mạc Hội thi Giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp thành phố lần thứ 7 năm học 2024-2025. Hội thi Giáo viên Mầm non dạy giỏi cấp thành phố lần thứ 7 năm học 2024-2025 được diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11. Tham gia hội thi lần này có 44 giáo viên đến từ 12 đơn vị trường mầm non trên địa bàn thành phố. Các thí sinh tham dự thi sẽ trải qua hai vòng thi, phần đánh giá xếp loại về kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp trường được nhà trường xếp loại trong thời gian 2 năm học liền kề của năm tổ chức hội thi và thi thực hành giảng dạy một hoạt động giáo dục. Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố lần thứ 7 năm học 2024-2025 là cơ hội tốt để các cô giáo rèn đức luyện tài, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giờ hoạt động lên lớp, qua đó khuyến khích các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác quản lý dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giấy chứng nhận giáo viên mầm non dạy giỏi cấp thành phố lần thứ 7 năm học 2024-2025 cho 32 giáo viên, trong đó có 30 giáo viên đạt giải, gồm có 2 giải nhì, 9 giải ba và 19 giải khuyến khích.